Chào chào. Chào Ly nha, chào Nít nha. Buổi tối vui vẻ nha. Ừ. Chúc em buổi tối vui vẻ. À, rồi để coi coi. Anh vẫn chưa chạy, anh vẫn chưa chạy cái event nhân đôi của vũ trụ mô phỏng. Cái này nó cộng cho 12 lần mà nó chỉ còn có 2 3 ngày. À mà khoan. Anh hỏi xíu. Acheron sử dụng sử dụng cái gì nhờ? Dây của Acheron là gì nhờ? Sigonia vô chủ, hình như là Izuno hiện thế và thần quốc cõi trời đúng không? Ừ, chào Cường, chào Phú nhá. Hình như là Acheron sử dụng Izumo hiện thế và thần quốc cõi trời đúng không? Nay đã vô đúng giờ. Ở chứ bình thường em vô không đúng giờ hả? Ấy chà. Thế à? Vậy đi cái này, nếu như mà anh đi cái này thì anh nên chọn cái gì? Ồ, thì ra là đánh con này. Khoan từ từ, để xíu để anh ấy. Anh cầm anh Long đi được không ta? Anh Long của anh hơi 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 bất ổn xíu, anh Long của anh hơi bất ổn xíu. Là sát thương bạo kích có 138 à, được cái tỷ lệ bạo kích thì được 64. Nhưng mà ổn ta, đúng không? Chắc được ha, chắc không vấn đề gì đâu. Đi đánh thử đi. Anh chưa đánh chỗ này lần nào luôn á. Anh Long là phải đi với lại ai nữa ta? Anh Long này hơi lỏ nhẹ. Ừ. Anh Long mới build mà. Anh Long này mới mới build chưa được 2 tuần nữa. Mình nên chọn săn bắn hay là mình nên chọn trụ phú ta? Thôi, mình fan trụ phú. An đang cảm thấy được chữa lành VL. Kênh anh không phải kênh chữa lành em nha. Kênh không phải kênh chữa lành nha. Em đi đồn vậy chết anh ạ. À. Khi thắng đây, chiến thắng toàn bộ phe ta sẽ hồi HP khỏi cái này đi. Hình như là nó vừa lấy dao mổ trâu để nó giết. Nó vừa lấy dao mổ trâu để nó giết gián đó ta.
Em đang hả? Lucan có giải khổng rồi kìa, săn bắn vãi cả. Y là trù phú không? Tôi xin nhắc lại, tôi là fan của trù phú và tôi chơi quen trù phú rồi, vẫn chưa có can đảm để thử cái mới. Mọi người vẫn nhiệt tình với cái game gacha nhỉ? Giờ em quay ra chơi BNS được 2 năm nay, thấy vui hơn hẳn, nhưng server thấy khá thơm ngon. Trời ơi, em chơi lát đèn show là bởi vì em có thời gian để em luyện chứ anh làm gì có thời gian để luyện. Mấy cái trò mà giờ lát đèn show á là em phải có thời gian để em luyện, chứ còn em không có thời gian em luyện thì em đâu chơi được. Em chơi mãi mãi em đứng dưới đáy xã hội sao? Còn game này á, nói hẳn là nó gacha là một chuyện, nhưng mà nó auto là cái mà anh thích chứ. Anh thích chơi game không não lắm em thiệt. Mình chỉ cần quay nhân vật ngon, mình build theo một cái hướng ổn ổn rồi sau đó mình thả auto mình qua đều đều thì anh thấy cũng ổn rồi. Rồi ví dụ như trong cái thời gian nào mà nó ra mấy con nhân vật chán quá, mình không có hứng thú để mình quay á, thì mình có thể tập trung vô những con nhân vật cũ, mình build, mình chọn lọc ra một hai con nào đó rồi mình hay xài, sau đó mình build cho nó chắc lên tí nữa. Nó là như vậy. Chơi vậy đấy, có cái chơi hoài á. Mỗi khi phe ta qua hiệp nhất định, nhân vật hiện tại sẽ được ưu tiên hành động. Hợp lý. Hồi nãy đáng lẽ là mọi người suối á, là nếu như mà chơi anh Long là nên chọn săn bắn đúng không? Ok, rút kinh nghiệm từ từ. Dán sao nếu như có đánh thêm lần nữa thì sẽ chọn săn bắn. Có y mình mới kiếm đá kìa. Ừ, chú hồi nữa chơi. Tại nó hẳn ra giờ để xài cái 12 lần được nhân đôi vật phẩm đã. Chưa xài. Bữa giờ lay quay chạy event của Genshin. Hôm nay mới bắt đầu chạy event của Honkai được nè. IL thì săn bắn hoặc là hủy diệt. Ok em, lần sau anh sẽ chơi săn bắn. Rồi dán sau nữa anh sẽ chơi hủy diệt. Ok, test hết. Kênh này là kênh trù phú nha mọi người nha. Kênh này là kênh trù phú, mọi người thông cảm. Tại nói chung là cái thằng chủ kênh á, nó cảm thấy an toàn khi nhân vật của nó lúc nào cũng được bơm máu, cho nên là nó bị ám ảnh trù phú á. Đội hình nào của nó cũng thấy có bơm máu. Nó bị PTSD về cái vấn đề máu con nhân vật nó không được đầy á. Thông cảm. Ô cha. Watch this. Y sao nó hơi lắc lác nha, thêm khá là chậm luôn á. Nghĩ đi, con game Honkai Star Rail mà ổng còn sủi like thì hỏi con game khác. Tới giờ chắc mỗi tôi dùng con bay lưu Bình Dương với thầy quả chấn hô. Ừ thì ông tìm ra được con đường riêng.
Ông tự được ra con đường riêng, tách ra khỏi đại chúng thì tốt cho ông chứ sao. Cái nào? Ê mà banner này tính ra tôi hên nha. Banner này tôi quay được lâu cha nè, tôi quay được Acheron mà tôi quay được cả trấn Acheron nữa. Mà có một cái đặc điểm gì nha, game nào á mà tôi chơi á, tôi để ý kỹ lắm luôn á, là game nào mà tôi chơi theo kiểu gọi là chơi hời hợt á, chơi mà kiểu ok được cũng được, không được cũng sao, không vấn đề gì á, siêu hên lắm nha, quay gắt chạp siêu hên luôn. Mà tôi mà chơi nghiêm túc, tôi thề tôi xui mà xui bỏ mẹ. Mọi người nhớ cái đợt Genshin không? Có cái đợt hồi mà anh chơi Genshin lúc mà anh còn làm video hướng dẫn build đồ này kia kia ngọt đó. Làm ghê lắm. Quay các cha toàn là shit không à. Nhưng mà bắt đầu từ cái lúc mà anh bắt đầu anh chơi hời hợt á, mọi người để ý, lúc mà anh bắt đầu chơi hời hợt á, còn nó hơn. Yeah, skip Jin Liu hả? Jin Liu tôi sẽ không, thực sự là tôi cũng muốn lấy Jin Liu á, nhưng mà để coi từ từ đã. Tôi thấy cái trường hợp này vừa rồi là tôi mới vừa quay một đống nhân vật như thế rồi, bây giờ nếu như mà tôi nhảy sang tôi quay thêm cái banner của Aventurin với lại banner của Jin Liu thì tôi không nghĩ tôi hên vậy đâu. Hên vậy thì người ta bảo là hát lúc á. Theo tôi nghĩ nha, là chắc là cái banner tiếp theo tôi sẽ skip. Biết tại sao không? Bởi vì á, ở gọi là phiên bản tiếp theo á, là sẽ có sự xuất hiện của Rubin. Mà nói thiệt ra thì tôi thích Rubin hơn. Thông cảm, tôi mê Rubin. Từ cái hồi mà biết là ẻm ca hát này nọ trên ấy là tôi bị nghiền á, cho nên là tôi quyết tâm tôi lấy Rubin á, nhưng mà bây giờ tôi không có bảo hiểm. Nó sẽ có hai trường hợp xảy ra nha, nếu như mà ví dụ như tôi không bass, nếu như mà tôi không bass cái banner tiếp theo mà tôi quay Aventurin hoặc là tôi quay Jin Liu đi, thì nó sẽ có hai trường hợp xảy ra. Một là tôi sẽ quay ra Jin Liu hoặc là Aventurin mà bỏ qua cái vụ là Trey luôn. Thì cái khả năng cao khi mà tôi quay banner của Robin tôi sẽ bị lệch ray chắc luôn á. Thứ hai, nếu như mà trong trường hợp tôi quay banner của Aventurin với lại banner của Jin Liu mà tôi ra đi, tôi nổ đi thì lệch đi, nó ra lệch nha, thì lúc đó chúng ta sẽ có một pha hụt hẫng. Nhưng mà được có một cái, chúng ta sẽ có bảo hiểm, thì khi mà qua cái banner của Robin thì kiểu gì quay cũng ra. Đó, nó có hai luận điểm vậy đó. Thật ra đối với tôi nha, game này là game sưu tập quay, game sưu tập nhân vật. Game của Hoverbot đối với tôi là game sưu tập nhân vật, đối với riêng tôi thôi nha. Chứ tôi không có ý định trở thành professional gì đối với cái game này đâu. Tại nói chung là mình cũng thích game turn based á, nhưng mà mình lại thích chơi theo kiểu gọi là auto nữa, tại giờ mình cũng có thời gian. Hồi xưa tôi mê Final Fantasy lắm nha, đặc biệt là mọi người có biết Final Fantasy 5 không? Cái lúc là mấy con nhân vật chibi á, mọi người phải cho nó tiến mấy bước á. Hồi đó tôi mê, trời đó tôi chơi hoài luôn á. Tôi chơi hết mọi ngóc ngách, tôi sưu tập được tất cả các skin luôn. Các skin của một con nhân vật luôn. Mê. Chơi chiến thuật đồ này kia nọ ghê lắm nha, căng não rồi nha, vẽ bản đồ tư duy rồi các kiểu, đánh đấm rồi thế trận đồ ghê lắm. Nhưng mà giờ thời gian nó không cho phép để chơi vậy nữa rồi. Cho nên là giờ ai chỉ gì tôi nghe á, chứ tôi lười suy nghĩ quá. Ừ, chào Toàn nhé. Anh Cảnh Binh Thiên Hà anh thấy thế nào? Anh thấy khá ok. Chiêu hơi cục xúc. Chiêu thì hơi cục xúc thì, nhưng mà không thể phủ nhận là có vẻ là ngon. Có vẻ là kiểu nhân vật build theo cái dạng gọi là One Hit KO á. Ví dụ như Acheron đi, Acheron là build theo cái dạng gọi là tam trảm đứt đoạn.
Còn nhân vật, còn cái thằng nhân vật mà cảnh binh, cái không phải cái thằng nhân vật mà bắn súng á, không biết tên của nó là gì, không nhớ, không thiệt không nhớ. Nhưng mà thấy cái cách nó build nhân, cái cách nó xây dựng nhân vật đó giống như là một nhân vật mà có khả năng bắn một phát là chết luôn, một phát KO kiểu vậy. Hệ vật lý từ đầu game tới giờ vẫn chưa có nhân vật nào ra hồn hết. Đâu tôi thấy Agenti, đúng rồi, Agenti thấy Agenti có ổn mà. Chỉ là nói chung là Agenti nó bị một cái khuyết điểm là khi mà nó đánh quái đơn thể thì có cảm giác nó không có, nó không có ấy lắm. Nhưng mà thật ra nó cũng ổn, thế nó cũng ổn, đâu có vấn đề gì. Tùy chỗ thôi. Trong game này đâu có con nhân vật nào mà nó có thể đáp ứng được hết tất cả các yêu cầu A, B, C, D, X, Y, Z ngoài mấy con support đâu. Mấy con TBS là nó cứ dựa theo, ví dụ như ok đi cái này ngon, đi cái kia ngon, nhưng mà đi cái kia thì nó không được ngon lắm đâu, kiểu vậy. Thì nó mới có đất cho mấy con khác diễn võ chứ. Ông chơi cái tự nhiên ông có một con, ông build một con mà cái gì ông cũng đi được hết. Thì nhà sản xuất nó lấy gì nó ăn, nó lấy cái gì để mà nó moi tiền không. Nó phải có cái nó đi được, có cái nó đi không được. Thì tôi thấy á, là cái con nhân vật mới kiểu cao bồi á, con đó là tôi cảm giác là nó đánh nhân vật đơn, nó đánh mấy con quái đơn thể ngon, nhưng mà đánh mấy con quái đa thể thì chưa chắc. Nó thấy skill của Alessino mạnh không? Nó thiệt là tính ra là Alessino là Alessino là nhân vật bên Genshin đúng không? Em đang hỏi nhân vật bên Genshin đúng không? Em đang hỏi nhân vật như Alessino, anh nhớ là nhân vật bên Genshin mà. Nó thấy mạnh không á hả? Thật ra anh thấy cũng bình thường á. Anh thấy cũng bình thường á. Tại anh chưa chơi sự kiện. Nó hẳn là một phần là bởi vì anh chưa có chơi sự kiện của Alessino, có sự xuất hiện của Alessino nhiều, đặc biệt mấy cái nhiệm vụ mà xoáy sâu vào cái nhân vật đó, anh vẫn chưa chơi. Cho nên là thật sự là về cá tính của Alessino thì anh không có nắm nhiều, nhưng mà anh cứ có cảm giác là kiểu mỗi một con nhân vật mà nó đại diện cho một quốc gia ở trong đại diện cho một Harbinger ở trong Genshin á, là mỗi đứa nó có một màu khác nhau á. Thì cái màu của Alessino thì anh cảm thấy nó cũng không gọi là lạ lắm đâu. Nó cũng không gọi là lạ lắm. Bởi vì thật sự trước đó chúng ta cũng đã có một con nhân vật có cái màu tương tự rồi. Nhưng mà chỉ có điều là cái màu đó nó hơi đê tiện hơn chút thôi, là màu của con cái bà gì bị giết chết, tôi quên mất tên rồi. Trời ơi, một thời waifu. Tự nhiên quên mất tên rồi. Shinora, anh thấy cái màu của Shinora giống y chang như là cái màu của Alessino vậy. Mọi người cứ để ý giống như là Shinora là phiên bản nữ của cái màu sắc đó, còn Alessino lại là phiên bản nam không phải phiên bản nữ, mặc dù nhân vật là nhân vật nữ nhưng mà người ta gọi là cha. Thật, mọi người không tin, mọi người ghép hai con nhân vật có lại coi, cái bản tính hai con nhân vật đó giống như là một phiên bản nam và một phiên bản nữ vậy. Nói chung là cùng một màu đó, cho nên là anh cảm thấy nó không lại nè. Hồi xưa khi mà bắt đầu chơi Genshin á, anh dành rất nhiều thời gian để anh phân tích nhân vật Shinora. Lúc đó anh có nói trên livestream á, mọi người muốn biết thì mọi người có thể lật lại livestream cũ, mấy cái livestream mà hồi đầu chơi Genshin, khi mà qua mấy cái đoạn cutscene của Shinora anh phân tích rất kỹ. Nói chung là cái màu sắc của nhân vật đó nó không phải mới. Anh biết cái màu đó nó khá là tương đồng.
phiên bản nam phiên bản nữ thôi. Con Woodtail thì 90% skip rồi, Firefly ra sau thì mấy ai roll. Ừ thì cũng đúng. Thật. Mà thật sự nha, tôi cũng thấy tôi cũng có cảm giác con Woodtail nó là một cái phiên bản đối nghịch với lại Argenti á, có nghĩa là Argenti thì đánh số đông tốt. Còn nó thì đánh border tốt. Thế vậy. Đánh đông thì tôi không biết nó như thế nào, tại nó hẳn tôi cũng không coi list nhiều lắm. Nhưng mà tôi đoán vậy, bởi vì cả hai con này là vật lý mà đúng không? Nếu như cả hai con vật lý có cùng công năng thì ai lại thèm quay một cái con nhân vật đẹp mà mình đã có rồi làm cái gì, trừ khi người đó dư tiền. Cho nên là tôi nghĩ một con chọi về đánh số đông, còn một con thì chọi về đánh đơn. Khả năng cao là vậy. Thì suy đoán thôi, logic thôi. Nói chung theo kinh nghiệm của một người chơi dù chơi game này được gần 3 tháng, tôi đã rút ra được một điều, đó chính là support thì hãy cứ lấy nhiều, còn DPS thích con nào lấy con ấy, sai thì chọn lại, không vấn đề gì đâu mấy má. DPS trong đây nó nhiều lắm, tha hồ lựa chọn, còn mấy con support mới là mấy con quan trọng, thích gì chọn nó. Vậy nó nghỉ chơi Genshin nhỉ? Anh đâu có nghỉ chơi đâu, anh vẫn chơi nè. Giờ mới thấy Galanger hơn hẳn Locha. Hòa hợp Starrail. Em giờ là em ghiền Galanger đúng không? Không, anh thấy Galanger cũng được. Nếu như mà anh dư tài nguyên thì anh cũng muốn build thử. Anh rất thích, anh đang lên ý tưởng để build một đội hình cha nam. Cái đội hình cha nam đó chắc chắn phải có sự xuất hiện của Galanger và sự xuất hiện của Sunday. Rất cha nam nha, Sunday cực kỳ cha nam luôn. Còn Woodtail á là đã được xây dựng theo cái dạng gọi là bad boy, hình tượng bad boy mà các cô gái rất yêu. Chỉ là không biết cái banner của nó có ế ẩm hay không thôi, nhưng mà đại khái là trước mắt là thấy Honkai Star Rail người chơi nam bỏ tiền nhiều hơn người chơi nữ, cho nên là khả năng cao là thằng Woodtail chắc là banner không có lợi. Banner đủ trả tiền thiết kế thôi. Nghi. Thằng nhỏ mới ra chắc ế xô. Không mà thật sự là nó sát quá. Nó ra những con nhân vật, mọi người để ý đi, nó ra sát những con nhân vật tuyệt vời. Mới phiên bản đầu tiên á là Ruanmei đúng không? Ruanmei một phát một cái đầm vãi một cú hết luôn. Ta nói ban đầu á thì có thể là mức quay ra nhân vật nó chỉ đạt một cái mức nào đó thôi. Tôi có coi một cái bản thống kê doanh số gì cái hồi mà lúc Ruanmei, cái banner của Ruanmei kết thúc ấy, là cái giai đoạn đầu nha, cái giai đoạn đầu á là người ta quay không nhiều, thật sự là cái giai đoạn đầu người ta quay không nhiều nha, nhưng mà bắt đầu là review đồ rồi trải qua một cái quá trình nào video này kia ra, rồi người ta livestream, rồi người ta chơi thử con nhân vật đó, kiểu người ta bị ham á, cái bắt đầu thấy con nhân vật này ngon, ui rồi y như rằng đúng còn khoảng đâu 5 ngày cái banner của Ruanmei nó nhảy danh số vượt bậc luôn. Nhưng mà mọi người để ý là vừa có sự xuất hiện của Ruanmei xong á là lại có sự xuất hiện của Acheron,
Mà Acheron lại đam đỉnh quá, animation ultimate đồ các kiểu quá đỉnh. Một con nhân vật có thể chuyển đổi qua lại gần như là chắc là gọi là đầu tiên nha. Một con nhân vật có thể chuyển đổi qua lại hình dáng, chắc là con nhân vật đầu tiên của trong Star Rail, nhưng mà nó không phải con nhân vật đầu tiên trong Honkai thì Genshin thì hình như là Chiude nhờ. Ừ, cái sự xuất hiện của Acheron nó có kiểu giống thổi một luồng gió mới. Thế là lại có thêm một con nhân vật nữa đáng quay. Ủa cái gì vậy? Ồ, lại cái này đi. Và nó sẽ được bổ sung hai cái kia. Rồi á hả, vừa hết Acheron xong á thì lại Jin Liu quay lại. Không Jin Liu thì nhiều người ta cũng nghĩ tới Aventurine. Tại nói chung câu chuyện của Aventurine công nhận hay. Nói chung là hay, câu chuyện tôi thấy câu chuyện của Aventurine nó khá là đầy đủ. Nó cho diễn biến phát triển của nhân vật đồ khá là tốt. Chỉ là tôi không biết là có nhiều người quay hay không thôi, nhưng mà tôi đoán là chắc cũng không nhiều lắm đâu. Nhưng mà Jin Liu nó lại là cái gì đó. Rồi sau cái banner đó thì là sự xuất hiện của nàng ca sĩ Robin nữa. Ôi giời, ai mà chịu cho nổi. Rồi xong Robin xong rồi sắp tới là tới một con nhân vật mà ai cũng yêu mến do một cái chết tức tưởi. Nhưng mà mặc dù cái chết nó hơi giả tí, bởi vì cuối cùng thì em vẫn còn sống. Tôi hơi hụt. Cũng mừng cho em là mừng là em còn sống. Nhưng mà tôi nghĩ với cái sự xuất hiện của ẻm thì chắc là ui trời ơi, trắng tay liên tục á, để giành không kịp. Thật, đây là một cái sự hút máu liên tục. Tiền phải đổ ra liên tục luôn, không có một cơ hội nào để mà tích lũy. Tôi nói thiệt, tôi mà không có thẻ tháng, không có thẻ tháng với lại không có cái gì ta, không có Battle Pass hả, tôi không nghĩ là tôi lấy được con nhân vật nào. Lấy cả rồi gặp tôi lười nữa. Let's wait. Watch this. Ôi, coi có thả ô tô đánh được con này không? Mà hơn nha, hơn á là mặc dù với cái cường độ mà nó cho ba rất nhiều cái ba đơn mà đáng quay á rất gần nhau, nhưng mà được có một cái là nó chịu chơi nha mọi người nha. Nó cho lượt quay nhiều, nó cho mấy cái thẻ free nhiều, cho nên là mình thấy đỡ ngọt hơn chút. Chứ thề lãi cả nồi banner tốt liên tục kiểu đó, mình kiểu không kiểu gì mà một người chơi bình thường chỉ có thẻ tháng với lại thẻ Battle Pass mà có thể lấy được hết toàn bộ mấy con nhân vật trong mấy cái banner đó. Không có kiểu nào mà được hết, dù là chỉ lấy cho mình không thôi, sưu tập nhân vật thôi, bỏ qua trấn luôn nha. Cái đó là tôi xét theo phương diện đó. Mà gặp một người chơi free to play là hả, chắc là nhức não suy nghĩ coi là phải lấy con gì luôn á, quá dồn dập. Thứ tư nhận được một K6 đá nguyên thạch nữa đó, tới nữa đó. Banner tốt của nó quá dồn dập. Tôi nói thiệt là tôi cũng muốn lấy Jin Liu lắm, nhưng mà tôi nghe không được đâu, không có cơ hội nào. Ôi đỉnh vậy, quá rồi kìa. Consequences are mine to bear. Ôi trời ơi, anh Long. Vậy cái nội đây là anh Long thọt đó nha, chứ không phải là anh Long xịn. Mà còn quá ngọt ngào. Để thế hồi nữa lấy xăng bắn coi chơi coi anh Long có thể lên đam nhiều.
Ấy lộn, mình đang tính lấy săn bắn. Sao phải vắt não khi em một lòng? Ok, fine, ok, fine. Trường hợp của em là bỏ qua bên đi ha. Bởi vì chúng ta chỉ biết là em đã công bố rất rõ ràng là em lấy Firefly rồi. Cho nên là khỏi suy nghĩ nhiều chỉ cho mệt đúng không? Ok, gạt qua bên nha. Bây giờ chúng ta xét tới những cái phương diện là ok, có lấy hay không lấy thôi nha. Ok. Ok. Shit, 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 shit. Sound. Cốt truyện Jin Liu kém quá. Nó chơi event mới chưa chưa? Đang chạy cái nhân đôi nè. Cốt truyện Jin Liu chán thật. Thì đúng là cốt truyện đó nó không có. Nhưng mà người ta đổi biên tập rồi. Người ta đổi biên tập rồi. Ví dụ như cốt truyện vừa rồi của Eventoring đó, thật ra thì tôi không phải là một fan của Eventoring, tôi khá là ghét. Tôi khá là ghét Eventoring. Nhưng mà đúng là không thể phủ nhận là ok, cốt truyện của thanh niên được xây dựng rất là bài bản. Nhân vật có sự phát triển rất là thuyết phục. Ok, fine. Có thể bớt ghét được chút. Web bên Cianzo lõ lắm. Ý mà công nhận nha, phải công nhận là cái vùng đất đó tính là cái vùng đất thứ hai trong game đúng không? Tính là cái vùng đất thứ hai trong game đúng không? Nhưng mà cái vùng đất trong thứ hai trong game của Genshin nó là làm tốt hơn nha mọi người. Cái vùng đất đại diện cho Trung Hoa đó. Bên Genshin là cái chỗ mà Liyue xây dựng đúng tốt luôn. Công nhận là nhiều cốt truyện của Liyue khá hay. Còn song song với lại Liyue của Genshin thì cái vùng đất Cianzhou là tính ra là Liyue của Honkai Star Rail nhờ. Nhưng mà nó lại không hấp dẫn, cốt truyện của nó không hấp dẫn bằng. Thật ra cũng khó trách lắm mọi người, bởi vì cái Liyue của Genshin á là Hoyoverb, người ta đã rất là đầu tư, kiểu người ta dành hết tất cả những cái sự chỉnh chu để người ta xây dựng Liyue, một cái Liyue xưa á. Mọi người nên hiểu là cái gì mà khi mà mình thiết kế, trong thiết kế mọi người thiết kế những cái gì mà dựa vào những cái có sẵn, những cái mà nó đã được định hình rồi á, nó sẽ dễ hơn rất nhiều so với việc là mình phải thiết kế một cái mà nó phải kết hợp giữa cái cũ và phải kết hợp với lại cái mà nó vẫn chưa có trong hiện tại. Là nó hẳn là mọi người dùng những cái thiết kế tương lai để dung hợp lại với nhau để mà tạo ra một cái thiết kế nó mang đúng cái bối cảnh ở trong game á. Thì cái vùng đất thứ hai trong cái game này, trong game Honkai Star Rail á, là nó mang theo cái hơi hướng gọi là cái sự kết hợp giữa cũ và tương lai. Mà cái tương lai đó người ta nắm cũng chưa có rõ, người ta vẫn chưa biết được là cái tương lai sau này nó sẽ như thế nào á. Cho nên là cái kiểu khi mà người ta thiết kế nó không có tính thuyết phục ở đó. Mọi người có cảm giác nó có một cái sự rời rạc á.
kiểu nó cứ bị cố, nó bị cố là nó vừa phải thể hiện được cái gọi là cũ, gọi là những cái truyền thống, ví dụ như mái cong rồi có tượng điêu khắc rồi có rồng chạm trổ này kia nè, rồi nó phải kết hợp với lại những cái yếu tố về tương lai, ví dụ như sử dụng năng lượng lượng tử hoặc là những cái cổng dịch chuyển, rồi những cái máy bay nó lơ lửng, những con thuyền lơ lửng, nó không có hợp lý mọi người ạ. Cho nên là nó bị vướng ở kìa mặt thiết kế ở chỗ đó, mà nó khiến cho cái việc nó không dung hòa được, nó không dung hòa được cả hai thiết kế. Cho nên mọi người cảm thấy là cái vùng đất thứ hai nó không đủ, nó ok, nó có thể nhìn cũng ok nhưng mà nó kiểu nó không thuyết phục á, nó có nhiều cái nhìn nó vô lý lắm. Cho nên là thật sự vùng đất thứ hai đại diện cho chung của của Genshin nó làm tốt hơn, bởi vì thật ra là nó không cần phải hướng về cái, nó không cần phải dung hòa bất kỳ một cái yếu tố nào, nó chỉ cần xây dựng BI nguyên những gì mà quá khứ có, cứ vậy mà xài thôi. Giống vậy, đó là những cái mà chúng ta được thấy trên phim ảnh, được thấy trên những cái gì mà chúng ta tìm hiểu về Trung Quốc. Cho nên là gần như là nó thuyết phục liền ngay lập tức, chúng ta không có question, không có gì hết. Gà nướng đã cúc thì chỉ có cháy. Tôi skip trấn của Acheron, lấy trấn của Jin Liu vì 71 chưa nổ. Ừ thì ông skip đi, nếu như ông đã có nhân vật là Jin Liu rồi thì ngại gì mà ông không lấy trấn. Còn bây giờ Acheron thì kiểu gì nó cũng sẽ quay lại thôi. Nói chung là con nhân vật, tôi nghĩ là nhân vật Acheron là nó sẽ quay lại sớm thôi. Mấy con nhân vật mà thường thường hot hot mà được nhiều người người ta quay á, nó mau quay lại lắm. Ở đây là bọn nó không có tính toán gì đâu mọi người à. Nó không có tính toán gì đâu, nó chỉ đơn giản nó dựa vào nó coi doanh số thôi à. Doanh số thì ok, cái doanh số của Bano đó tốt, nó sẽ đẩy cái con nhân vật đó quay lại. Cho nên là cái chuyện mà Acheron nó sẽ quay lại không có gì lạ luôn á. Thường là sau 4 phiên bản sẽ reroll. Ừ, nhưng mà có khi nhanh hơn là chỉ sau 3 phiên bản thôi. 1 đến 2, à, có khi nó chỉ sau 2 phiên bản rồi đã quay lại rồi. Trường hợp của Hồng Ly đó. Hồng Ly là một trong những cái trường hợp tiêu biểu nhất cho cái việc gọi là banner của một con nhân vật quay lại quá nhanh, quá nguy hiểm á. Sau khi nhân vật phá vỡ điểm yếu của mục tiêu sẽ ưu tiên hành động 100%, đồng thời tăng sát thương của lần tấn công kế. Ở cái này được, lấy cái này trước đi. Oh God. Banner HSR quay lại nhanh hơn banner của Genshin. Anh gà viết cốt truyện thì tôi chỉ lo cho chị Himeko. Sao vậy? Bộ ổng có thù với lại con Himeko hả? Banner thần thì thường reroll sớm hơn mà.
Trời ơi, thì Acheron trong đây, nhưng mọi người nghĩ đi, trong đây nhưng mới làm gì có nhân vật phân cấp thần. Nhưng mà những cái con nhân vật nào mà nắm ở những cái thế được thiết kế animation này kia kia nọ rất là chỉnh chu rồi. Cái khả năng nó được tính là một con nhân vật thần cũng gì lạ mọi người. Đấy cái nồi. Trước mắt là bây giờ ở đâu cũng thấy Acheron này đó. Nọ bây giờ tôi mở danh sách bạn lên coi là tôi thấy sơ sơ cũng ít nhất cũng phải 6 đứa sử dụng Acheron rồi. Mà nói thiệt, từ hồi đầu game giờ chưa thấy một con nhân vật nào á. À không, thật ra nếu như mà nói không thấy thì cũng không đúng. Nếu như mà xét theo mức độ bá đạo trước khi mà Acheron xuất hiện á, thì theo quan điểm cá nhân thì tôi thấy cái nhân vật mà có cái skill bá nhất đó chính là chú quèo. Vãi cái rồi, ổng mọi người nghĩ đi, trong 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 vũ trụ gì, nếu như mà tính theo thuyết vũ trụ đi thì làm gì có cái gì ghê bằng hố đen vũ trụ đúng không? Mà trong khi đó ông quèo ổng sở hữu một cái. Vãi cả rồi. Không, tôi không cần biết nha. Nói hẳn là tôi không cần biết là chiêu của ổng đam có mạnh hay không. Nhưng mà trước mắt là cái animation nó được thiết kế, nó được sử dụng một cái học thuyết rất là thực tế. Là chơi lỗ đen vũ trụ thì nó còn nguyên lý gì đó nữa. Lỗ đen vũ trụ nó hút tất cả mà, nó đâu có quan tâm. Người thứ hai tôi cảm thấy có cái skill nhìn nó bá đạo nữa, đó chính là sự xuất là gì Himiko. Không ai như bà hết á. Bà đánh nhau, bà ngồi, bà khoanh chân, bà uống trà, rồi sau đó bà nguyên một cái con tàu nó bắn thẳng cái tia sáng hủy diệt ngay cái vị trí bà đang ngồi uống trà. Không có ai mà chơi như bà luôn á. Làm mẹ thiên hạ má thiên nhiên. Tướng ngồi dọc mẹ. Là bả. Mà tụi nó sớm muộn gì nha, sớm muộn gì trong mấy cái phiên bản tương lai tôi chưa biết, nhưng mà tôi đoán sơ sơ chắc cũng phải khoảng 2 đến 3 phiên bản nữa, kiểu gì cũng sẽ có một đứa trên đoàn tàu này bị bóp cổ. Tôi chưa biết đứa nào. Tôi nghĩ vậy. Nó có cái đó là hơi bị hấp dẫn nha. Kiểu gì chắc chắn cũng có một đứa trong đoàn tàu bị bóp cổ. Let's win. Watch this. Repay. Eternal. Will you find the answer? All will be swept away by the wind. Bộ ba mà hai đứa bị donut thì biết kế tiếp. Đúng rồi, ông hiểu ý tôi á. Cái này là ông hiểu ý tôi á. Và cái rồi ông hiểu ý tôi á. Bởi vì giống như đã có hai đứa bị bóp cổ thì kiểu gì đứa còn lại cũng sẽ bị bóp cổ thôi. Không thoát đi đâu mà được. Thật là thú vị. Cái đoàn tàu này, đoàn tàu tập hợp những cá thể dị biệt. Sớm mùi cũng bị bóp cổ. Ánh sáng của sự tích cực, nguyên cái thâm tâm kiệt âm kiệt gà khúc cho đi ớt muối. nó tẩm ướp rồi đem nướng, còn không thì nó đem hấp, nó làm gà ướp gà ủ muối, muối mặt dữ lắm. Mình đã nói thiệt, tôi coi từ đầu tới giờ tôi thấy chú queo với lại dì Himeko gánh còng lưng đòn tạo. Ê,
Ba thanh niên báo quá báo, đi tới đâu để lại vết mạng rồi đó. Báo thủ. Trời ơi, thì cái vấn đề không phải là hiểu hay không hiểu gì đâu em. Cái vấn đề cái chỗ là em ngồi em logic sơ sơ là em cũng ra rồi. Em chơi game mà, em chơi game có theo dõi của nội dung cốt truyện đồ mà, thì tất nhiên là em phải nhận ra được là ý đồ của cái thằng viết biên kịch là gì chứ. Mọi người nên hiểu là bây giờ nha, những cái người mà người ta chơi, nói chung là người ta chơi game cốt truyện hoặc là những cái người mà người ta hay đọc sách này kia, coi phim nhiều đó, bây giờ là người ta thông minh lắm rồi. Trời ơi, muốn lừa gạt đâu phải dễ, lừa gạt là phải có một cú switch gì đó mà người ta không đoán được, hoặc là nó có cho những cái dữ kiện mà người ta không thể nào vạch trần thì may ra người ta mới không đoán được cốt truyện thôi. Chứ trời ơi, nhiều người bây giờ người ta có khả năng, người ta chỉ cần quan sát sơ sơ người ta cũng nhìn ra được là ở cốt truyện diễn biến tiếp theo nó sẽ như thế nào, huống chi ở đây mình chơi thường xuyên như thế. Mà bây giờ nghĩ đi, ba con báo thủ, hai con báo thủ đã bị túm đầu rồi, thì làm gì cái con báo thủ còn lại mà còn nó từng sống sót quá, nó từng sống sót qua màn, không có chuyện đó đâu. Trời, thiệt, công nhận là với cái sự kết hợp của Sparkle thì chơi chú Long đúng nhàn luôn. Quá nhàn. Lúc nào cũng có thể bắn mass kill. Không lo thiếu tuyệt, không lo thiếu chiến kỹ. Mê. Một nửa hoàn hảo của chú Long. Có ai che ron vào VTMP chém hết sạch hết nhân ba trong chưa đến một tiếng. Anh chưa build nữa. Đang suy nghĩ. Bởi vì trong trường hợp là nếu như mà ở phiên bản sau anh không quay mentoring với lại Dương Liêu thì anh sẽ đầu tư để xây dựng cho Acheron. Bởi vì đại khái là giờ anh đang build con nhân vật cuối cùng phải build là Lâu Cha rồi. Và thật sự nha, anh đang rất là háo hức để coi cái con nhân vật mà trụ phú tiếp theo mà game này nó sẽ ra là con nhân vật như thế nào á. Rất tò mò. Không biết là nhân vật trù phú tiếp theo, fan trù phú nha mọi người nha. Không biết mọi người mê vận mệnh nào chứ anh mê hòa hợp. Mê hòa hợp mọi người ạ. Mê hòa hợp và thích trù phú. Con dân hủy diệt. Bởi vì Firefly ấy vậy. Hệ lượng tử đang phun nữ. Vậy mà bệnh hòa hợp cũng vậy. Rồi thốn nha.
cho thôi lôi vãi cái nồi thốn. Gặp anh Long full chiến kỹ nữa. Đó, bút cái rồi mày bắt đi. Đi thả ô tô rất mượt mà nha mọi người, không cần điều khiển luôn á. Thả ô tô mượt mà ghê. Tao nói có sparkle vô nó khác. Đồi nó khác hẳn. Rồi, đây nó bắt đứa nào. Rồi giam đứa nào. Ok, bắt cóc hai đứa đó. Chuyện gì mới xảy ra vậy? Không kịp nhìn luôn á. Consequences are mine. Mờ quá. Một cái sinh siêu. Mượt quá. Thật là ống mượt. À mà để coi cái vụ nhân đôi đó nó còn bao lâu nữa ha. Cái vụ nhân đôi này nó còn kéo dài thêm 2 ngày 5 giờ nữa. Vậy thì mình để ngày mai mình đánh tiếp. Ok hơn ha. Giờ đi làm chỗ này thôi. Ủa có nhân đôi hả anh em? Nhân ba mà. Trời ơi thì bây giờ mình cứ hiểu đại đại là nó chịu nhân đôi đi. Khó quá à. Nhân đôi nhân ba gì miễn có nhân là được rồi. Cái gì đây? Chiến ý mạnh mẽ. 1, 2, 3, 4. Gồm 4 giai đoạn. Trong chiến đấu, mỗi lần mà nhân vật hành động sẽ tích lũy chiến ý. Mỗi ải đều có cơ chế chiến ý riêng biệt. Kích hoạt cơ chế chiến ý có thể tăng chiến ý nhanh chóng. Cái gì đây? Heo đất. Cây sát thương tức khắc, sát thương toàn thể phe địch. Chịu phải chịu tăng. Có thể thêm hỗ trợ. Biến heo đất làm nó rơi vào trạng thái rung rẩy, khi như mà bị tiêu diệt sẽ gây ra thêm trạng thái hiệu ứng xấu. Biến heo đất biến thành heo đất và làm cho nó rơi vào trạng thái bào mòn. Sát thương duy trì. Thôi lấy cái hiệu ứng xấu này đi. Lấy tim lòng ra chơi. Tăng sát thương tuyệt kỹ của phe ta. Ồ có Ageron kìa. Y mà khoan, hình như cái này trong đây nếu như mà mình muốn đạt được cái điểm tốt nhất thì mình nên dùng dùng mấy con nhân vật của nó đúng không? Thôi, mình có thử dùng team mình đi. Trong 5 lượt. Hậu tôi trước đi.
auto đi anh, vui lắm, auto hết. Ừ, anh auto mà. Truyền thống kênh này là auto em. Anh lùi suy nghĩ lắm. Ví dụ như auto mà không thành công á thì mình sẽ xây dựng một cái đội hình khác. Auto cho tới khi nào mà nó có thể tự auto thì thôi. All will be swept away by the wind. Hổ chiến ý 2. Tính năng. Ok. Tiếp đi, tiếp đi. Đúng là anh Long build hơi lỏ, nhưng mà với cái sự hỗ trợ của Sparkle với lại Ruin Mây gần như có thể kéo lại hầu hết tất cả những yếu điểm mà bộ thánh gì mà hiện tại không thể đáp ứng. Nó có tính học cách sử dụng auto không? Auto đúng không? Nhìn chỗ auto đúng vậy. AI á hả? Trời có sao không có. Em làm thiết kế bây giờ mà em không biết sử dụng AI là một thiệt thòi. Anh là một thiết kế, tất nhiên anh phải học cách sử dụng AI để công việc của anh nó nhẹ nhàng hơn. Hello, ừ, chào HTD. All will be swept away by the wind. Ô, oh, nó chuồn rồi. Con heo nó chuồn rồi. Anh Long fail rồi hay sao ấy? Cảm giác anh Long fail rồi. Còn có một lần là lần sau đủ để có thể đánh bại được thủ lĩnh thứ hai. Hả? Có mùi bất ổn, có mùi bất ổn. Fail là rõ. Thì biết là fail rồi, nhưng mà cũng để coi coi là nó fail ở cái mức nào để mình biết mình còn cải thiện. Để coi nó giết nổi con boss 2 không đã. Không, không giết nổi con boss 2. Bây giờ thử sử dụng. Bây giờ mình thử sử dụng đội hình mà nó cho sẵn coi như thế nào nha. Ở đây có Acheron nè. Bây giờ mình cho thêm Sparkle vô nữa đi ha. Hay là nên cho Ruin Mây ta? Trong trường hợp này là nên cho thêm Sparkle hay Ruin Mây? Chắc Ruin Mây đi. Exit.
All will be swept away by the wind. Ready for another? Netmark Festival! Time for a little counter attack! Destiny for bliss. I weep for the departed. It is not far. Ui! Last Aegeron, last one, Kafa Galanger được mà. Ủa vậy hả? Vậy lại xíu, lại. Nhưng mà anh có cần phải đổi skill không? Có cần phải đổi mấy cái skill hỗ trợ không? Ví dụ như chúng ta sẽ chọn bào mòn chẳng hạn, để quan sát thì duy trì nè. Hay là sử dụng cái kia? Không, không đổi hả? Ok, vậy thì giữ lại cái cũ. Không ạ. À. Boost vậy là được rồi. Ok, 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 ok. Đây là kênh... Ê, bậy, bậy. Bậy cái nồi chưa đổi nhân vật. Ok, vậy thì... chúng ta sẽ Kafa. Khoan từ từ để ngó coi. Last one, Kafa Galanger. Ok. Auto được đúng không? Bái cái rồi lượt đầu tiên bút lên 2 luôn. Time to say bye. Mới đầu cũng thích cái ulti của con Last One lắm nha. Mê. I weep for the departed. Yes! It is not far. Nó quải cái nồi lên 3 luôn rồi kìa. Lên cực nhanh luôn. Đây thì tính ra cái event nó cũng thân thiện với Newby ha. Ví dụ trong trường hợp Newby mà người ta không có con nhân vật đó để build, hoặc là người ta cũng không có những con nhân vật chất lượng, người ta kiểu như mới chơi á, thì người ta đâu có cơ hội nào để qua được cái này. Nhưng mà tự nhiên bây giờ nó cho sẵn mấy con nhân vật dùng thử rồi, cứ vậy mà mình đánh cái mình qua vèo vèo. Hợp lý à? Rất thân thiện với người chơi mới. Em chỉ thích cái skin của Last One. Đúng không? Ui. Được đấy. Time to say bye. Boom. I weep for the departed. Hồ nó gắn một đống hiệu ứng xấu. Phải nồi. I weep for the departed. Đúng là Aegeron nên đi với lại Last One. Quá đỉnh. Vãi cái này có cái đống hiệu ứng xấu kìa. Ta nói hiệu ứng xấu dính dán lên quái đen mặt luôn. Stand still. Just for bliss. I weep for the departed. Không, anh không biết. Em hỏi câu đó anh thua. No, I don't know. Time to say goodbye. Go.
Game này nó có ra những cái event mà có thể giúp cho những người chơi đam mê đam to có thể phát huy. Cho nên là thật sự anh vẫn chưa thấy cái giới hạn về đam của con game này nó nằm đâu. Stand still. Time to say bye. Bại cho nó bại Acheron sau khi bả chơi ulti xong máu bả đã hồi đầy nhóc. Hãi thật sự. I weep for the departed. Lượt cuối rồi đó, giết được Sam không? I weep for the departed. Vậy là chắc là được rồi. Rồi vậy chắc là xong rồi đó. Ôi chưa xong nữa kìa. Oh no, what the f... Vãi cả rồi, chỉ còn một chút xíu rồi. Cày thế nhờ. Cái này người ta gọi là xui đúng không? Vãi cả rồi, chỉ còn 1%. Cay thực sự. Cay nhờ. Một thằng 1% là thế nào trời. Anh dám chắc với mọi người con game này nó sinh ra để nó troll. Con game này sinh ra để troll. Nó troll vãi rồi. Thôi có Jin Liu nè. Ui phải cái nào đội hình này là đội hình gì đây? Ơ kìa đây là đội hình gì? Đội hình hai con DPS này là như thế nào đây? Đội hình hy sinh. Rồi ai đến ai nhịn. Mình bắt tử cặp bài luôn. Ủa chứ mà anh hỏi thiệt nha. Bộ ở ngoài người ta chơi Jin Liu là người ta sẽ ví dụ trong trường hợp người ta có cả Lux, có Jin, có cả Black, có cả Jin Liu là người ta sẽ kết hợp nhau kiểu này hả? Nếu như mà người ta có cả hai con người ta cũng sẽ chơi đội hình giống vậy luôn hả? Ồ, thì ra là vậy.
Anh đừng mở mang tầm mắt. Cảm ơn về thông tin này. Ra là vậy. Thì ra là có cách chơi này. Anh tưởng đâu là có đội hình của Flash là có đội hình riêng, còn đội hình của Jinliu là đội hình riêng. Đều một lần attack free thì dạ gì mà không ghét. Ok, fine. Nói thế thì cãi gì nữa. Nhưng mà có khi nào nó lại chơi mình 1% giống nãy nữa không? Anh nghi lắm. Mấy cái đội hình dùng thử thì thường thường nó không có cho mình maximum cấp S. Ta gọi là hên chắc mới được cấp S. Ví dụ nó rất đam liên tục hoặc là gì đó. Đứa thì đốt máu, đứa thì đốt máu đồng đội. Anh thấy thằng nào cũng báo, team là team báo đời nè. Không, anh auto là qua được mà. Auto thì chắc chắn là qua được rồi, nhưng mà vấn đề là mình có lấy được é không để mình gom được cái mớ tiền á. App này của anh nó thiếu tiền lắm em, nó không phải giống như Genshin đâu. Genshin thì moral bao la, anh nghĩ anh tự mở ngân hàng bắt quốc còn được. Genshin anh không có gì ngoài Mora. Còn game này thì anh hơi điện nghèo, tính chỉ. Theo nó Jin Liu mạnh không? Nó Jin Liu ổn mà nè. Mạnh nhất thì theo quan điểm của anh, anh không cảm thấy là mạnh nhất. Anh thấy cảm thấy anh Long mạnh hơn. Tôi nói từ cái hồi mà có Sparkle tới giờ là anh cảm thấy anh Long dữ dội hơn. Anh nói như thế một phần cũng bởi vì anh không phải fan của Jinliu mà là fan của anh Long. Ví dụ anh có nói sai thì mọi người cũng thông cảm. Đó gọi là cái sự mù quáng của một con chiên ngoan đạo. Một con chiên ngoan đạo mê trai chính hiệu. Mấy đứa mà đang u mê đừng khuyên nó, như không à, đại khái là nó u mê thì cái gì cũng đúng. Đúng bất chấp. Ta nói identity khi mà nó làm bot để mình đánh nhau với nó thì nó đúng ngầu luôn, còn lúc mà mình xài nó để đánh á thì mình cảm thấy nó đúng phèn. Mặc dù là biết là nó mạnh sát thương vật lý, nhưng mà kiểu con identity khi nó rơi vào tay mình kiểu nó bị phèn á. Hay chỉ đơn giản bởi vì mình không có cung mệnh. Genshin dạo này cũng học Honkai rồi, cũng chơi theo kiểu là bây giờ đó, một con nhân vật quay á là phải có cung mệnh, chứ không có cung mệnh thì nó không có ấy. Đấy, cái này anh nghĩ là nó bắt đầu áp dụng từ cái hồi mà con nhân vật gì ta, nó áp dụng mà từ cái hồi mà Fuina ấy tới giờ. Rồi sắp tới Alexino ra lại chơi theo cái trò là phải có cung mệnh mới ngon. Học hỏi bạn đó theo. Có được S đâu, A thôi.
Identity vào tay người chơi thì yếu xìu. Cả ông, thật ra cũng không thể phủ nhận là có một vài ông build Identity bá lắm. Nhưng mà không phải là mình. Đáng tiếc không phải là mình. Không, nói chung là tới thời điểm hiện tại thì anh khá hài lòng với cái arc của anh, mặc dù quá là về mặt thánh di vật thì nói chung là build cũng vẫn chưa có đâu vào đâu lắm, nhưng mà được có một cái là arc anh có nhiều đồ chơi mọi người ạ. Nhiều đồ chơi được, về lâu về dài thì anh cảm thấy vẫn ổn. Mình chỉ cần chịu khó đầu tư thêm một chút xíu về thánh di vật nữa là ngon. Chứ anh cảm thấy là arc của anh tương đối là bây giờ nhạc bật nhạc gì lên thì cũng nhảy được. Không phải nhảy xuất sắc nhưng mà nhảy được. Đập đồ cho anh Long toàn là all in depth. Anh cũng cay vụ đó lắm em, nhưng mà biết làm sao được. Bây giờ tiếp tục đi, chắc là đi farm đồ cho anh Long, hoặc là đi farm tiếp vết tích. Anh chắc đi farm tiếp vết tích thôi. Chứ cái chuyện thánh di vật á, thì anh nghĩ chắc trong đây kiểu gì cũng sẽ có một ngày nó cho mình nhân đôi thánh di vật. Thì lúc đó mình đi farm sao? Còn bây giờ thì anh nghĩ là anh đang cần cho con lâu cha nó boost ổn áp. Tính là Identity anh sử dụng nhiều lắm luôn á. Nó là con nhân vật DPS đầu tiên mà anh build cho mạc này nhờ. Không có tim mạnh nó khổ thế đấy. Anh vẫn chưa build cái gì tới nơi tới chốn hết. Nói chung mình cũng mới chơi có 3 tháng thôi, mình cũng không có rush, mình cũng không có rush perfect được. Bây giờ có đồ mặc thấy nó có tỷ lệ bạo kích, sát thương bạo kích cũng tạm tạm tí xíu, mình bắt đầu mình phải nhảy sang một con nhân vật khác để mình build, để có thể xây dựng một đội hình khác. Chứ con đội hình chơi hoài nó đâu có match được với lại mấy cái sảnh nó phải cần phải có hai đội hình. Bây giờ là chưa có một con DPS hư vô nào hết, cho nên là phải build một con DPS hư vô. Thì bây giờ chúng ta có hai lựa chọn, một là Celeste hay là Acheron, thì chắc chắn là chọn Acheron rồi. Bởi vì Acheron có trấn, còn Celeste của anh thì lại không có trấn, mà bây giờ Celeste cũng xa quá rồi. Mà công nhận hôm bữa lúc mà quay trấn của Acheron vỡ òa nha. Giây phút vỡ òa. Xe le là lượng tử.
À đợi xíu, anh hay bị lộn, anh hay bị lộn giữa hai đứa này. Săn bắn, lượng tử. Anh đang nói về lượng tử mà. Ồ ha. Ý trời, vậy cái nào bây giờ mọi người nói anh mới để ý cái biểu tượng của hư vô với lại cái biểu tượng của lượng tử nó đều là nó giống nhau. Nó giống nhau về mặt hình dạng á. Cho nên anh bị lộn, sorry mọi người. Nói lộn, trời ơi vãi cái nồi, người nào mà đam mê game này, tao vô tao chửi cho thúi mặt. Thông cảm mọi người, anh bị nhìn lộn cái này nè, anh bị nhìn, có nghĩa là anh không có nhớ cái tên, anh không nhớ cái tên lắm mà anh chỉ nhớ cái dấu hiệu thôi. Thì nhìn mọi người có thấy là cái dấu hiệu của cái này với cái dấu hiệu của này nó gần gần giống nhau á. Cái này mà nó còn để cái hình nhỏ nữa cho nên bị lộn, sorry. Nói chung là anh bị thiếu DPS hệ lôi nha, vậy đi cho nhanh. Anh bị thiếu DPS hệ lôi, ok. Muối mặt thật sự, quá muối mặt. À không, anh vẫn có lá bài, anh vẫn có lá bài mới chơi Honkai Star Rail 3 tháng. Anh vẫn có cái lá bài đó, bùa hộ mệnh, anh vẫn còn lá bùa hộ mệnh. Thông cảm, bùa hộ mệnh. Mới chơi Honkai Star Rail có 3 tháng à, chưa nhớ hết đâu. Ê, tăng luôn cho nó mát. Đợi gì nữa. Rồi đó, anh Long vậy là xong rồi đó. Tiếp theo là bây giờ tới lâu cha thôi. Bây giờ lâu cha thì tập trung vô kiểu nào mọi người chỉ coi. Tập trung vô tuyệt kỹ, chiến kỹ hay là đánh thường. Anh nghĩ chắc là chiến kỹ là phải đầu tư. À không, tuyệt kỹ là phải đầu tư rồi đó. Kronja E0S1 đi với được không nhỉ? Hay là lấy thêm E1? 3 tháng quá ha. Ừ 3 tháng, anh mới có 3 tháng à. Thiên phú và chiến kỹ, ok. Thiên phú đây. What happened in the past is destined to return. I won't stand still to delay this encounter. Hi-ya! 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 Nhìn hình ảnh có lâu cha làm ảnh nhớ tới một cái nhân vật nào đó trong anime nè. Nhìn quen lắm. Nhưng mà thôi, tới giờ đi ngủ rồi mọi người à. Ok, cảm ơn mọi người đến xem. Hẹn gặp lại mọi người vào buổi livestream tiếp theo. Giờ mắt anh mở hết lên rồi. Già rồi mọi người. Livestream được khoảng có 1 tiếng mấy đồng hồ, 2 tiếng là mọi ngủ hết đát rồi. Ok, bye bye. Chúc mọi người ngủ ngon. Hẹn gặp lại mọi người vào buổi livestream tiếp theo cho